Vâng, Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục vào chương trình video hôm nay, một số các mã hàng mới, cực kỳ mới luôn. Đấy, hàng vừa cập bến em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác về những cái mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Hôm nay thì về mới ít được cái mã hàng thùng đạn này, thùng đạn của Mỹ rất xịn luôn. Tí nữa sẽ view trực tiếp bác coi. Ổ điện Nhật này, ấm siêu tốc này, một số mã hàng rất là hay ho nhá trong dịp đầu năm. Đó, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Đấy, và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn. Mà riêng với cái dòng thùng đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 20-30 năm luôn. Thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng còn tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn. Là các bác biết cái chất tôn nó nào, cái miếng thép của nó là dày dã man luôn. Đây, đấy, có phần quay sách này. Đấy, đây ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này. Hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác mở cho em này ra. Tay các bác cậy lên này. Đấy, sau đó các bác mở ra. Đấy, và các bác mở ra nhá. Thì dây bên trong đây, thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn. Tôn rất dày nhá, cái miếng thép này nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái giòn cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước lôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào. Rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, mà lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này. Đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này. Đó, thấy không? Cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đây, rất xịn sò ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi. Kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy, giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 có nhá, 310.000 trước nha. Đấy, kích thước là 28 nhá, 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp ngon lành cho bác luôn. Đấy, khóa rất chặt luôn, khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không? Kêu càng keng luôn, cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc, đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn luôn. Nặng hơn 3 cân, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây, cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, đóng vào này, ok luôn. Đó, rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18. Giá tại Việt Nam đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn. Đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ấm siêu tốc của Hikari. Giá thì tại Việt Nam vẫn đang rất là bình ổn với bác luôn, 320.000 một chiếc của bao ship tận nhà luôn. Công suất của sản phẩm này thì sẽ là 1.500W nhá. Dung tích là 2,3 lít. Dòng này thì là hàng Nhật xuất nên là sử dụng điện 220, nên là các bạn yên tâm về chất lượng nhé, dùng cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, cái này thì bên em bán khá nhiều về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc của Hikari rồi. Nói chung là dùng chất, dùng thích lắm. Đây, đó, phần đế ấm này, phần ấm chính này. Đấy, ấm chính nhá. Đấy, Hikari và có dòng chữ là Made in Japan có nhá, Made in Japan. Tay cầm này. Đấy, công tắc nhá, công tắc này. Đấy, công tắc. Phần nắp mở này bên trong, toàn bộ để inox 304, hàng 2 lớp nhá. Bên ngoài nó phủ một cái lớp nhựa nên là khi các bác xài không lo nó bị nóng các thứ ra ngoài rất ok luôn. Đây, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, hàng vẫn nguyên siêu, hàng mới keng luôn nhá, hàng mới keng luôn, rất ok. Dùng cầm cái con ấm này chắc chắn lắm ạ. Ấm Nhật mà nên là cầm nó chắc lịch, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, không như cái dòng ấm trôi nổi các bác cầm nó nhẹ phỗng như con này. Ấm cầm cực kỳ chắc này. Đấy, phần chân khâu đồng nhá. Đấy, Hikari. Đó, công suất là 1.500W này, dung tích 2,3 lít. Đấy, có tem đầy đủ hết luôn. Đấy, còn đây là phần đế ấm, bo inox vùng quanh. Đấy, phần dây nguồn ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, nhìn khâu đồng vàng chóa luôn này. Đó, ok. Đấy, về các bác để đây, bấm cái vào này lên, khi nào mà nước sôi tự động nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm ấm siêu tốc của Hikari với mức giá là 320.000. Mình làm sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, dùng điện cho em là điện 220 nhá. Nhớ giúp em là dùng điện 220. Nên là các bác yên tâm rồi. Điện Việt Nam, điện phổ thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng. Đó là cái lô ổ điện. Ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá. U5 em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật. Cực kỳ xịn luôn đây. Đấy. Sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy, sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 ổ nhá. Chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó. Toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con cái thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy. Đèn báo cho từng ổ một luôn nhá. Các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ở đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi. Lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy. Có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá. Akira đây. Akira. Đấy. Mắc công suất của nó sẽ là 3.500W nhá. Sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50 60 hạt này. Made in Japan. Các bạn nhìn rõ không? Đó, Made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn. Dây này của nó sẽ là dây dài 5 m nhá. Dây dài 5 m nên là các bác cũng là thoải mái luôn, các bác dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn, rất ok. Dây khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn, phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Em báo giá bác luôn, đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha. Bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy. Toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng Made in Japan nhá. Đấy, không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô mic hát karaoke đấy của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 290.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu SUA nhá, SUA. Đấy, hàng Made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5 m nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5 m đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần đầu này, các nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy, cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ có yên tâm về chất lượng đi, thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chui cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bỏ hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm không hú. Đấy, không hú không dè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra xem. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy, sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thi thoảng mình tháo là mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo SUA này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng này nhá. Nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy như con này, nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị. Đó, các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào. Sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi, quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng duyên chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm. Đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ kia là các bác dùng con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao khổ ra luôn, mới keo nguyên túi này, rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà của mình có ngắm cảnh, ngắm vật, chim cò thì rất là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhé. Đấy, về các bác bảo ra. Sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20 x 50 này, đó 1000 mét ấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270.000 nhé, em báo giá luôn 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã với em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá, ống nhòm. Giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên cho bác đi giày, đấy, đi chơi đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, để mà đôi khi các bác lôi đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian này, các bác mua treo cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá. Thì về các bác bóc ra. Cái này nhiều dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình là ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào? Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này. Em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy, thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy, thì có nhìn này, rất sạch luôn. Ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau, đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, để một lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng nhiều dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, nên là dùng rất ok nhá. Lên mã thì em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và 3 túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thi thoảng mình lau, hoặc lấy 3 túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, và nhà mình cũng xài luôn. 50k 3 túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000, túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp, cái hộp này là cái hộp tẩy xong nồi đa năng, rất là hay. Đấy, chuyên để các bác tẩy xong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua trong cái lọ này về, tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi rác sắt, búi rác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ của nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần ấy rửa xong mặt nồi thứ này, bàn bếp có thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bác bằng kim loại ấy. Các bác có dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 20k một hũ nữa thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp là hộp tẩy xanh, tẩy xong nồi. Đấy, đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xong nồi, 20.000, giá quá hết rẻ bình dân luôn. Mạnh không ạ? Uầy, cái kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xong nồi cơ nhá, tẩy xanh tẩy xong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng mà dùng rất là hay luôn. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá, 5.000 10.000, và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy, thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã là 8.000 này này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng này của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá, thì các bác dùng hai mặt được chưa. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su, một cái giòn cao su nha. Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn, không là lo nó bị trơn trượt nhá. Cái phần mặt cái phần giòn cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ là nó phải suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó với mượt, nó với ngon được, nó với sắc được nhá. Đó, bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000 mã đá mày A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá, đá B. Mã đá B này thì tại vì em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên. Còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giòn cao su như này. Đấy, cái giòn để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán anh bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá, chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 đi này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn, các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy, có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều tráng một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về ví dụ như là mình có rán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác rán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30.000 một cái chảo nha, 30.000 một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã nha em sẽ là cái kệ hai dâu, cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua các bác mua này bên em vừa mua vừa tặng được cái sản phẩm ấy. Giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu. Về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Thì đây cái này về rất là dễ xài đó. Đây, em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng, các bác lấy theo cái miếng ra này dán vào đây. Con này cái bằng dính, miếng bằng dính mặt các bác dán lên tường. Đấy thì ví dụ cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại vào đây này. Đấy, để điện thoại vào đây rồi ví dụ phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Đấy, trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này cũng rất là tiện dụng này, rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy, những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để. Đấy, các bác lấy cái này các bác cho vào cũng rất hay đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó, 10.000 một cái nhá, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác để điện thoại đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, đang gửi bác là 10k một cái kệ hai dâu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy, Cái này thì mấy em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống mà đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập, chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, SU 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước, nước ra phụt nó ra rất là đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước, lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài này lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng, ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ này, một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ, toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong cái môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm thứ ra nó rất là ướt át, ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đó, 100.000 bộ nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh gửi bác là một bộ này là 100k nhá, một bộ là 100k, là chọn bộ luôn, là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá, vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi, là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ, tay xịt các thứ đầy đủ luôn, là 100, chọn bộ như một bộ này là 100.000, hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan, chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó là cái ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi, 50.000 một cái ổ này, rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này, nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy, rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường, mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy, của cái bảng mạch này, rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác có bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang của bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu, siêu bền luôn. Riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác có cổng USB, các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây, có cả đèn báo luôn này. Đấy, cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này. Đấy, chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type-C nhá. Chân này là chân micro USB này và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy, 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nồi đồng cối đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mình bán chắc phải đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin này, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa xe rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. Một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy này các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin sao, cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test bác coi nhá. Đó, đây, đó, lên này, con nhìn này, đấy vẫn còn nước này, đấy, hàng test vẫn còn nguyên nước này, đó, nguyên nước thôi nhá, đấy rất ok luôn, đó, cực kỳ là ngon lành cành đào luôn nhá, rất tiện dụng luôn, đó, máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn, đấy, lực phun nó rất là khỏe, cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này, đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra, đấy về các bác lắp đặt vào là các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọa gì lằng nhằng. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270.000 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này, đấy, bình bọt tuyết này, rồi là con có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá. Kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất là hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy. Và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió nữa rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào ấy, thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhá, không bị lòe ra ngoài thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này, đấy, vừa đun vừa đỡ con ga vừa nhanh, đấy rồi là rất là sạch sẽ ok luôn. Đấy, cái phần muội miếc các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần giao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn. Đó, công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa đây là các bác sử dụng các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ rổ 2 lớp nhá. Đấy, bộ rổ 2 lớp, bộ rổ 2 lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ 2 lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. tổng thì sẽ còn có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở các bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy trong cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này. Đấy, để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy, 6 sản phẩm này. Đây là một này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này, 5 này, 6 nha. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ 2 lớp vuông nhá. Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bạn yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món 2 lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông 2 lớp. Đấy, bộ rổ 2 lớp nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái bộ rổ 2 lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi, 80.000. Đấy, các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy, một bộ rổ 2 lớp vuông 6 món luôn nhau nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ nhá, dày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi hót rác này. Đấy, bộ chổi kèm với cả hót rác luôn nhá. Đấy, chổi kèm hót rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về các bác mức giá rất dễ mua luôn. 160.000 một bộ nhá, 160.000 một bộ này, bộ chổi kèm với hót rác nhá, 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho các bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Đấy, thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào, sau đó các bác xài luôn. Đây, nó có cái phần đầu chổi này, đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy, đây dạng đầu cước, các bác quét ở môi trường, ví dụ môi trường ở mướt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây nó dạng cước này. Đấy thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết về đây nhá, các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá là mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt rũ cho em thoải mái luôn. Đó, đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy, thì về các bác sử dụng là các bác mở cho em này đây. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm các bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nha. Đấy, thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy, thanh nối bằng inox luôn, rất chắc chắn. Đó, về các bác nối cho em vào với nhau. Đó, đây cả cái phần lại thế này. Đó, các bác nối với nhau, sau đó là một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi, đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hót rác. Có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây các bác nối luôn vào đây cho em. Đó, các bác nối vào đây cho em nhé. Đó, các bác nối vào đây. Đó thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây, khi mà các bác sử dụng các bác lắp đặt nó sẽ như này, sẽ gồm có là một chiếc hót rác đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất là hay, thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hót rác là các bác dùng thì các bác hót rác rồi. Đấy thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế. Và ví dụ mình có dính tóc có thứ vào đây, các bác cho là các bác tuốt này. Đấy, cho là các bác tuốt xem. Đấy, rồi ví dụ dính bẩn thì các bác cho là các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ nào nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy, rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác ghép vào lại xem. Các bác cho này nha, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy cũng được. Hoặc các bác nếu mà nhiều khi các bác cần thì đây có thể là các bác dùng chân hoặc các bác dùng tay, các bác gạt này cho. Đấy, nó rất là gọn nhá. Đây thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Đó thì nó sẽ thành một bộ này, các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm, các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi các bác dọn xong rồi Chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hót rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm là lúc nào cái chổi này với cái hót rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn. Nên là ví dụ như mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này, các bác quét xong là mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong. Đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn. Vừa chổi hót rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gập lên nha. Đấy, gập như này là thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó là 160.000 bộ này nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với hót rác. Đó, các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hót rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán thì đang bán thì hết hàng ạ. Đấy đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó bị hết hàng. Thì đây đợt này nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa, đấy chiếu mây nhá, dạng sợi mây, nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây, toàn bộ đàn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt là dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này để về các bác cạp vào cái phần góc giường, rồi những cái phần chỗ đệm các thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8, và hiện tại bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn, và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2, và tại em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua. 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, đi về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhá. Đấy, xem giường bao nhiêu kích cỡ cho bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em, thì em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8 bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây. Nằm mát mà nằm cực kỳ thích, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4-5 năm nay, nằm rất bền luôn nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm. Nó không bị xô chiếu, những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô, rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng. Đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó, 1m6 x 2, 1m8 x 2 bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa. Đấy thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả gối luôn nhá. Có cả gối luôn, thì bên em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thái học này. Gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thái học nhá, thiết kế dạng thông công thái học, nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này, rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế là dạng là lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thái học nhá, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này. Đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho em con này về, nằm cực kỳ, gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng. Đấy, nó thiết kế dạng lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn. Nó nằm rất thích, mà cái gối này nó rất là to này, các bác có thể lăn bên trái lăn bên phải nhưng mà không ai là hết gối luôn. Cái chiều dài gối nó rơi vào khoảng tầm hơn 60 cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà sản xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá. Đấy, để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó là cái chất gối công thái học nhá, chất gối công thái học. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là gối công thái học nhá. Đấy, gối công thái học này. Gối công thái học này thì hiện tại em đang sẽ có giá là 120.000 nhá, 120k cho một chiếc gối công thái học này. Nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này, các bác cứ ấn cho em thoải mái. Đấy, nó về bình thường luôn, ấn thoải mái là về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay. Đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá, đàn hồi rất tốt. Các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Các bạn đã thấy Phạm Thoại ngủ quên trên live bao giờ chưa? Đây ạ, chỉ vì chiếc gối công thái ngày mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn. Mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái này. Đấy, rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120.000 nhá. 120k một chiếc này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây tiếp tục hàng lại về này, dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn ạ. Cái phần đàn ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bàn ghế rất là to. Đây em đo bác này. Cái đường kính bàn ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó. Con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá. Thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì xét này. Rồi, ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện nó là thời tiết các thứ là môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây, thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn sống ở giữa này nên khi các bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy, mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó các bác nhá. Đấy, còn đây, phần trên này của nó này. Đấy, có thiết kế dạng lô lô này. Đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng, không bị nóng. Đấy, đây, bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá. Ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá. 50.000 đây em. Đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp giáp các thứ này, đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này, một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá, dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cổ rồi, không phải là bằng nồi đồng cối đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Em thêm cho bác là cả cái bóng tròn, nhiều bác hỏi cái mã bóng tròn này lắm ấy. Đấy, bóng tròn cái dạng công suất lớn 100 với lại 50W ấy thì đợt này nó có về. Đấy thì bên em đang về hai mã là một mã 100W nhá và một mã là 50W. Đó thì em báo giá luôn. Cái mã 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000. Và cái mã 100W thì đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một quả này. Đấy, dòng bóng đèn LED đuôi xoáy nhá. Của nó thì sẽ ánh sáng màu trắng, cái này là 50 này. Con này thì là 100 nhá. Đấy, dòng sản phẩm tiết kiệm điện này. Đấy, đạt chứng nhận là quốc tế luôn nhá. Đấy. Vạch A này thì sẽ là dòng tiết kiệm điện energy này. Đó, đạt chứng nhận của quốc tế luôn, rất xịn sò. Đây em sẽ bóc cho bác xem tham khảo nhá. Quả này thì nó là quả to, quả này to lắm, quả 100W thì rất là to luôn, cực kỳ to. Đấy, nó là dòng bóng LED nhá. Đấy, dòng bóng LED sử dụng dòng chip LED siêu sáng. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy và rất là tiết kiệm điện luôn. Đấy, con này là 100W này. 220, nhiệt độ màu sẽ là 6.500K, tương đương với lại là màu trắng. Đó, con này là con 100. Ngoài ra nếu con nhỏ hơn thì là con 60 nhá, 60. Đấy, con 60 đây. À, con 50 con nhá, con 50 thì sẽ nhỏ hơn một chút. Đây em sẽ cầm hai con so các bác coi này. Đó, con này nó dùng đu xoáy đi về thì các bác kết nối với những cái đuôi nhà mình thì rất ok rồi. Đuôi xoáy thì hiện tại nó là đuôi mã phổ thông nhất rồi. Đó thì em báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn 100W nhá. Bóng tròn 100W thì đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một bóng nha, 80.000 một bóng nha. Còn cái bóng tròn 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000. Đấy, dòng bóng hàng Việt Nam nhá, của Vạn Quang nhá, Vạn Quang. Nói chung các bác yên tâm, dòng rất chất lượng luôn mà giá rất là bình dân. Bình thường các bác ra quán giá là quả này ít, người đang bán khoảng tầm 120 cho đến 150 một quả luôn. Thực sự các bác luôn, giá cực kỳ tốt mà bóng cực kỳ chất lượng nhá. Cầm một quả bóng cầm rất là chắc chắn luôn. Đó. Đây thì Giám sẽ kết nối với bác coi này, kết nối bác coi, cắm cho bác test cho bác về ánh sáng nhá. Con này 100W thì rất là sáng rồi. Các bác những cái không gian rộng ấy, thì các bác mua cho một cái quả 100W này về các bác cắm này. Đấy thì rất là sáng luôn. Đấy, có thấy không? kinh khủng khiếp luôn này. Đấy, thấy không? Sáng dã man luôn. Đây. Đấy, con này là con 100 nhá, con này là con này có 100 đúng không? 100. Đấy, 100 thì đang gửi ác giá chỉ có 80.000 một quả thôi. Đấy, rất sáng nhá, cực kỳ sáng luôn này. Đó, 80.000. Còn đấy con nhỏ hơn thì là cái con 60 à 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một quả nhá, 60.000 một quả. Con này 100 rất sáng luôn. Đấy thì bác nào không gian rộng này, nhà rộng sân sướng rộng thì các bác mua cho mấy quả to này về này. Còn nếu mà trong phòng là dạng nhỏ nhỏ vừa vừa thì các bác mua cho mấy quả 50 này về này. Đấy là ok. Đấy, dùng thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cái loại thì siêu sáng luôn, có cái loại siêu sáng mà rất là sáng luôn, mà cái này thì bên em cũng vẫn đang có bán, thì đó là cái dòng đèn 8 cánh nhá, đèn 8 cánh hiện tại đang có giá sẽ là 190.000 nhá, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn 8 cánh. Con này thì là 190.000, con này thì công suất của nó thì vào là 200W cơ. Đấy, 200W nên là rất là sáng luôn. Cái này phù hợp cho các bác dạng nhà xưởng này. Đấy rồi là các bác hay làm ví dụ như là nhà có công việc sửa xe sửa cộ này, rồi là ví dụ như là mình hay làm nghề làm việc các thứ, cần một cái ánh sáng nó rộng mà ánh sáng nó chi tiết. Đấy thì các bác mua trong quả này về. Quả này thì cực kỳ sáng luôn, 200W cơ mà các bác ơi, 200W cơ. Con này thì cũng là đuôi xoáy luôn, sử dụng điện cho em là điện 220 nhá. Và công suất của nó sẽ là 200W. Đấy. Và cái ánh sáng mà các bác đang coi ở trên video thì em cũng đang dùng cái con đèn này để em chiếu, em quay cho bác cũng dùng cái ánh sáng luôn đây. Toàn bộ là cái dàn em đây này. Đấy, toàn bộ đang đây này. Con này đang đây đang dùng đây. Con này nó rơi mấy lần nhưng mà vẫn còn rất là bền các bác, cực kỳ bền luôn. Đấy, dã man đây một cái dàn em này. Toàn bộ là đang dùng cái con đèn là hết các bác nhá. Đang dùng con đèn 8 cánh này. Đấy, đang dùng con đèn 8 cánh này. Nên là có yên tâm là ánh sáng nó rất là sáng luôn. Đấy, nó rất là sáng. Thoải mái các bác xài luôn. Nếu mà dùng cái con 8 cánh thì siêu sáng luôn. Đấy. Thì các bác cứ tham khảo nhá. Đấy, tham khảo mã nào thì lấy mã được cứ báo nha. Đấy. 8 cánh công suất 200W nhá. Giá của nó sẽ là vào 190.000 một quả nhá, 190.000 một quả. Cũng dòng là dòng LED, dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy. 200.000 cho một 190.000 cho một quả đèn 8 cánh nha, 200W này. Đó, ngoài ra thì sẽ có đuôi đèn đi kèm. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đây, hiện tại em đang có những cái dạng đuôi ví dụ như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo. Đuôi cảm biến, đuôi lò xo này, cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy, lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lối lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến, khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy, mình làm cái đèn chống trộm cũng rất là hay. Rồi là mình lắp ở đường đi đối lại này, không cần phải bật công tắc nhá. Các bác chỉ việc đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên. Và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến thì hiện tại em đang gửi bác giá rất là mềm luôn. Chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến. Đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nha. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ. Về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn. Đó, sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên, không dùng tắt đi có thế thôi. Rất ok vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này là nó là cái đuôi đèn lò xo nhá, đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá, 30k một cái. Nó có thể bẻ các hướng các kiểu, rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi, 30k một cái đuôi đèn lò xo này, giá rất bình dân hàng rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng. Đó thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này. Đó thì đây, đợt này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng. Để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ như mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này. Rồi là móc khuy, móc đeo đồ, đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá. Rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái móc khóa rồng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha. Chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về. Các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá. Rất đẹp luôn. Đó đây. Mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa thứ, móc vào đồ các thứ là ok luôn. 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bạn nhá, 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì ở đây đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này, đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, miếng dán con mèo vàng, cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này, đấy cho gia chủ này, rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá, 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra, sau đó các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra sau đó là các bác dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ, đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy. Bác có bóc cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này, đấy các bác bóc ra này. Đấy, dán trực tiếp vào. Ví dụ như đây, thì em đang dán vào cái con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp vào cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá, con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con 5.000 một cái con mèo vàng thần tài này. Các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này. Rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này rồi vừa mang lại may mắn rồi là sung túc, giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này các nhá. Đấy, rất ok luôn, mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài. Đó thì ở đây dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc nhà mình ok. Đó, 5k một miếng nhá, 5k một miếng mèo dán thần tài này. Đấy, 5k một miếng nha các nhá, 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật thì hiện tại em đã có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Đấy. Khay chữ nhật, khay chữ nhật. Đấy, để em lấy nhá. Đó, đây. Hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ SU 304 nhá. Đấy, SU 304 inox luôn. Đó. Cái khay này là khay to này, khay này khay nhỏ này. Đấy. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này. Cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12 13 này. Đó, 12 13. Và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy hết luôn. Về các bác ví dụ mua về các bác sử dụng đựng đồ này, đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn, rồi là các bác mang đi công trình công trường. Đấy, mình làm mình đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho vào đây, lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn. Đó, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Cái khay chữ nhật. Khay chữ nhật này hiện tại em đang gửi bác giá rất tốt. Khay chữ nhật nhá, khay chữ nhật. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá, khay nhỏ thì sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có nắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá, khay chữ nhật. Đấy, đấy, nó hình chữ nhật đó. Khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá, khay nhỏ 20. Đó, đi về các bác đựng thức ăn, rồi là đựng các thứ vào đây, bảo quản thức ăn, bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ ok luôn. Inox 304 nhá, SU 304 này, đấy, SU 304. Đó. Nhỏ 20, to 40 nhá. Cạo dâu bạc, cạo dâu Zandu nhá. Đấy, cạo dâu Zandu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 90.000 cho một cái con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều, giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Rồi, đấy, bật máy lên, con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em đút lên, con có cả tông đơ, ví dụ dâu các bác già thì các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này, các bác cứ cho đây các bác cạo này. Con này các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay nhá, ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác bảo là cạo không đi, đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho em đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này, sẽ rất là sạch luôn. Đó, máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó này. đẩy cho cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc là phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới như hộp như này. Lên mã cho em sẽ là cái con máy cạo râu bạc nhá, hoặc là máy cạo râu GD đều được. Đấy, cạo râu bạc đi. Cạo râu bạc này. Cạo râu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo râu bạc nha. Như bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha. Đấy là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha, thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20.000 nhá, hai cái là 20.000. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi máy cạo râu bạc nhá. Bộ lưỡi của máy cạo râu bạc. Đấy thì bên em hoặc là máy cạo râu hình ông già này, hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này này. Đấy thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi thì một bộ máy này thì là 90.000, còn mua thêm lưỡi thì là 20.000 một bộ nhá, 20.000 một bộ. Đấy là tùy nhu cầu. Các bác có thể là mua kèm cả lưỡi và các bác có thể mua nguyên máy đều được nhá. Nhiều bác hỏi đũa thìa inox bên em có không thì đây, em cũng còn một ít nữa em cũng xả luôn bác này. Đấy thì hiện tại bên em đang có đũa và thìa inox nhá, đũa và thìa inox thì đây. Hiện tại đang có là thìa inox một hộp 5 chiếc này và đũa inox thì cũng là một hộp 5 chiếc luôn. Đũa này thì dòng đũa thìa này thì toàn bộ là của thương hiệu Weiling nhá, của Đức này. Đấy, hình hai thằng người này. Weiling của Đức nhá. Một hộp thìa như này thì sẽ gồm có là 5 đôi, một hộp đũa này sẽ có 5 đôi. SU 304, phần đầu đũa thì sẽ thiết kế theo dạng là chống trơn trượt này. Đấy, các bác gấp cho em thoải mái, gấp thao luôn, không lo bị trơn trượt. Các bác dùng đũa inox thì yên tâm rồi, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, rất sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, SU 304 nhá, đũa rất đẹp luôn. Cái này thì sẽ là đũa inox nhá, đũa inox. Một hộp này là 5 đôi nhá, một hộp là 5 đôi. Đấy, và giá sẽ là 50.000 thôi, 50.000 một hộp nha. Cũng đang xả nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 7-8.000 hộp đấy. Đợt này đang xả cho bác chỉ có 50.000 một hộp thôi. Đấy, và thìa đây. Thìa cũng logo Weiling này, quá ok luôn. Thìa rất là dày nhá. Các bác dùng những cái thìa này thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Thìa nó dày cực kỳ. Đây này. Để em lấy em gõ hai cái bác nghe này. Đấy, các bác nghe tiếng nó cục cục này. Đấy, các bác biết thìa nó rất là dày rồi. Đấy, thì một hộp thìa như này là sẽ gồm có là 5 cái này. Đấy thì sẽ có giá là 5k nhé. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa inox này, đũa inox này, đũa inox của Đức nhá, đũa inox của Đức thì một hộp 5 đôi này sẽ có giá là 50k. Và một cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Đấy thì một hộp này thì sẽ có là 5 thìa, thìa inox này, thìa inox 5 cái, 5 cây sẽ có giá là 50k luôn, bán đồng giá bác là 50.000. thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá, lấy thìa báo cho em, lấy đũa báo cho em, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá, giá đang bán là 50k. Và cái hộp đũa inox 5 cái 5 đôi nhá, 5 đôi của Đức thì cũng đang bán cho bác giá là 50.000 một hộp nha. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hàng rất ok luôn. Cái này bên em bán khá nhiều rồi. Đấy, Tết nhất các bác mua về xài. Đũa thìa inox nhá, bán đồng giá là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, em cũng lên mã xả kho luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay inox 5 tầng nhá, bộ khay inox 5 tầng. Hôm nay em cũng còn có hai bộ, em cũng giảm giá luôn. Bộ khay inox này, bộ khay 5 tầng, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bữa trước đang bán với bác là 90.000. Hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ có 50.000 một bộ thôi. 50k một cái bộ khay 5 tầng nha, 50k một bộ nhá. Sẽ gồm có là 50 khay. Đấy, nó xếp chồng tầng nhau thì gọi là khay 5 tầng nhá. Kích thước của nó sẽ là từng khay 1 này, 10 này, 12, 14, 16 và 18 này. Đấy, tổng thể kích thước nhá. Đấy thì khay này về các bác dùng để đựng đồ này, mình bảo quản đồ, để trong tủ lạnh các thứ này. Đấy, để trong tủ lạnh các thứ rất là ok luôn. Rồi là ví dụ các bác có mang đi làm này, rồi là sử dụng ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có là 5 cái khay tròn nha, 5 cái khay tròn xoe nha. Đấy, 5 cái khay tròn xoe này, 1 này, 2 này, 3 4 5. Đấy, đây. Đi về các bác sử dụng nhá. Mình đựng đồ ăn, bảo quản đồ ăn vào đây. Và các bác cho đồ ăn đấy, các bác để trong tủ lạnh cũng ok. Đấy, và đi kèm sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, mỗi khay là đều có một cái nắp đậy này nhá. Mỗi khay một cái nắp đậy này rất là kín luôn. Rất ok luôn. Đấy, mỗi khay một cái nắp đậy nha. Đây, một khay một cái này. Đấy, và còn lại là đây 4 cái thì về các bác hộp cái nào các bác đeo đấy có thế thôi, nó có từng cỡ, nó chia cỡ hết rồi. Đấy, 5 cái nắp và 5 cái khay. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, bộ khay 5 tầng rất là đẹp luôn. Đấy, trên hình các bác đang co đây. Bộ khay 5 tầng. Đó. Một bộ này đang xả bán này bác luôn. Giá sẽ là 50k một bộ nhá, bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng 50.000 nhá. Kích thước thì cái nhỏ nhất sẽ là 10 cm này, đường kính, cái này là đường kính ấy. Mà thứ hai là 12 này, cái bộ thứ ba là 14 này, thứ tư là 16 và cái loại to nhất, cái khay to nhất này, cái khay tròn to nhất thì sẽ là 18 nhá. Toàn bộ là 5 cái khay tròn nó chồng tầng nhau. Đấy thì về các bác sử dụng bảo quản đồ ăn các thứ này, sử dụng đựng đồ ăn cũng ok luôn. Bộ khay 5 tầng nhá, 50.000 một bộ thôi, 50.000 một bộ, em đang xả kho bán anh luôn đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen. Hôm nay em cũng còn có duy nhất một bộ, cũng lên mã xả kho cái bộ dao đen này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao đen này. Bộ dao đen này thì đây, lấy cho bác coi. Một bộ dao đen sẽ gồm có bác là 3 dao này, ba cái cây dao của thương hiệu Asaka Japan nhé. Ba cây dao này, một cái cây dao kiểu dạng thái bản to này, một cái cây dao vừa lọc vừa thái này, đấy, và một cái con dao nhỏ để về các bác có sử dụng, các bác dùng để các bác gọt hoa quả này. Đấy, gọt hoa quả hàng cực kỳ sắc bén luôn, các bác mua về gọt hoa quả. Một cái cây, cái này là cái khuôn nhá, cái khuôn thì các bác có thể làm bánh này, rồi các bác dán trứng tạo khuôn hình trái tim rất là ok luôn. Đấy, khuôn hình trái tim rất là đẹp luôn này. Đấy, một cái khuôn hình trái tim và một cái này rất là hay. Cái này thì chắc là nhiều bác nhìn nó khá là lạ. Đó là cái dụng cụ để các bác có thể là khui bia, hoặc là các bác có thể dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, đánh vẩy cá, con này dùng rất là hay luôn. Đấy, dùng để các bác đánh vẩy cá rất là hợp lý luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi tổng là 2, 4, 5 món nhá, 5 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ dao đen nhá. Đấy, bộ dao đen. Em còn có đúng duy nhất một bộ thôi, em cũng lên mã xả cái bộ luôn. Bữa trước cái bộ dao đen này thì đang bán là 150.000. Hôm nay em còn duy nhất một bộ, xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi bao nhiêu ạ? Bộ dao đen này giá sẽ chỉ còn là đi 70.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen của Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 không rỉ nhá, cực kỳ sắc bén luôn. 70.000 một bộ thôi nhá, 70k bộ này. Đấy, bán nhanh xả kho luôn, 70k bộ. Đấy, bộ dao đen. Bộ dao đen 70k bộ này giá quá rẻ luôn. 70k các bác sở hữu cho em là 3 con dao, một cái khuôn, này, một cái khuôn để các bác làm bánh và một cái cây để các bác đánh vẩy cá, ok luôn. Bộ dao đen nhá, cứ lên mã cho em sẽ là bộ dao đen. 70.000 một bộ dao đen này nhá, 70k một bộ nha. Sản phẩm xả kho đầu tiên thì ở đây em còn một cái bộ dao Nhật 6 món này, một cái bộ dao Nhật 6 món của thương hiệu Asaka Japan nhá. Em còn có duy nhất một bộ, em cũng lên mã xả kho luôn cái bộ này luôn. Đấy, số lượng duy nhất là còn đúng một bộ thôi nhá, đúng một bộ thôi, không có nhiều đâu. Đúng bộ này, bộ dao hàng mới nộp luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ dao nhá, một cái giá đỡ dao. Đấy. Và bên trong này thì sẽ là cái hộp đựng dao này. Đấy, một cái hộp đựng dao rất ok luôn. Để bóc cho bác coi. Một cái hộp đựng dao, kéo thứ trong đầy đủ hết nhá. Đó, đầy đủ hết luôn. Đây, bóc cho bác coi. Đấy. Đầu tiên thì sẽ gồm có cho bác là một cái cây kéo này, một cây kéo nhá. Đấy, để các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, rau củ quả cực kỳ sắc bén nhá, thấy không? Cắt rất ngọt ngào luôn này. Đấy, cắt ok luôn. Đó, rồi, một cái cây kéo này, cắt nhà bếp ok này. Tiếp theo thì là đây, để giá này em để lên. Đó, một cây kéo này. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này, một cây liếc mài nhá. Đấy, thì về ví dụ dao các bác nhụt các bác cho đây các bác liếc này. Đó, một cây liếc mài. Cái này em quay lướt quay nhanh thôi. Đó, vì số lượng nó còn có một bộ thôi, quay nhanh bác luôn. Tiếp theo là một cái cây dao để chuyên các bác lọc và thái này. Cây này chuyên lọc thái nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân nhá. Con này chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc và thái, hàng rất sắc bén luôn. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao dạng thái bản to nhá. Con này là các bác thái bản to. Đấy, thái hoặc là các bác băm. Đấy, thái hoặc là các bác băm nhẹ, hoặc các bác thái bản to để các bác dùng này cho. Đấy, rất ok. Dao cực kỳ sắc bén nhá. Các bác dùng gia đình nó quá ok cái bộ này rồi. Đó. Rồi tiếp theo thì là một cái con dao gọi là vừa chặt vừa thái nhá. Con này vừa chặt vừa thái này. Đấy, vừa chặt vừa thái ok luôn. Đấy, khá là dày nhá. Vừa chặt vừa thái Asaka Japan. Cực kỳ đẹp luôn, bộ này rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này thì sẽ gồm có cho bác tổng là, đây trên tay em đang cầm đây, sẽ gồm có cho bác tổng là 6 món nhá. Thì em sẽ tính với bác luôn này. Đầu tiên sẽ là một cái giá đỡ này. Đấy. Và có cho bác là tổng là 3 con dao thì sẽ là 4 món này, một cái cây kéo là 5 và một cái cây liếc mài là 6, thì tổng một bộ nhà này. Đây, đấy, đây. Tổng một bộ nhà là 6 món nhá. Tổng một bộ nhà là 6 món. Là bao gồm là 3 dao, 1 kéo, 1 liếc mài và 1 giá đỡ nhà. Tổng một bộ này là 6 món và hôm nay em sẽ xả kho cái bộ luôn. Em còn có duy nhất một bộ dao 6 món không nhá. Còn duy nhất một bộ nhá. Các bác nào nhanh tay thì được luôn này, chậm tay thì hết này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Bữa trước cái mã này bên em đang bán là bộ dao 6 món. Bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, xả kho bán lỗ vốn tri ân bác luôn. 130.000, 130k một cái bộ dao 6 món này, chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130k. Sở hữu cho em là 6 món luôn. Đấy, 6 món luôn. Đây em quay lại bác coi nhá. Một giá đỡ này, 3 con dao này, một cái cây liếc mài và một cái cây kéo này, tổng là 6 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi, giả xả sập sàn luôn. Đấy, thanh lý duy nhất còn có một bộ nhá. Rồi, qua cái mã hàng tiếp theo này. Ở đây tiếp theo ở đây em còn một ít cái này là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, túi bọc nhà bếp này. Đấy, ví dụ như là bát đũa thứ nhà mình. Các bác muốn những cái món nấu ăn nhà mình ấy, khi mà các bác nấu xong, đấy các bác muốn kiếm một cái gì các bác bọc vào. Ví dụ là các bác ở nhà là hay mua những cái màng co ấy, các bác bọc vào thì nó rất là mất công, nhưng mà con này rất là tiện nhá. Thì các bác mua cho em một cái túi này về. Một cái túi này sẽ gồm có là 100 cái màng bọc nhỏ này, 100 cái màng bọc nhỏ này, thì về các bác cứ dở này ra. Sau đó là các bác bọc cho em vào cái bát, cái đĩa nhà mình. Để em lấy cái bát bọc cho bác con này. Đây nhá, ví dụ như nhà các bác là trong cái bát này hiện tại đang có đồ ăn hoặc là một cái bát canh này, các bác muốn bọc vào đấy để cho nó đỡ ruồi muỗi nó bâu này. Đấy, rồi là côn trùng côn chiếc các thứ nó không bay vào này. Đấy, rồi là cho nó kín này. Ví dụ các bác mình có bỏ bảo quản đồ mình để trong tủ lạnh này. Đấy thì mình lấy cái này, các bác bọc vào cho em. Kín ngon lành luôn nhá. Ở đây nó có cái phần dây thun này, nó sẽ thít vào luôn. Đấy, rất ok. Bọc kín cái bát này luôn nhá, kín ngon lành luôn. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Và khi nào các bác dùng thì các bác cứ dở ra. Và nếu mà muốn dùng tiếp các bác lại bọc nó vào. Đấy, các bác cứ giữ làm sao nó nhẹ nhàng, dùng nó nhẹ nhàng, đừng có mạnh tay được. Mạnh tay quá thì nó rách có thế đâu. Đấy. Còn nói chung là nó cũng khá là dai. Đấy thì một cái bọc, một cái bịch này nhá, một cái bịch này là sẽ có các bác là 100 cái nhá. Một cái bịch này là 100 cái nhỏ như này. Đây này, nó có từng cái nhỏ một nha. Ở đây nó có phần dây thun nó co giãn này. Đấy, dây thun nó co giãn, các bác có thể bọc vào bát này, vào đĩa ok luôn. Đấy, vào bát vào đĩa, bọc thức ăn nhà mình nhá. Đấy, tránh bị ruồi muỗi côn trùng nó bâu vào. Đấy, rồi cho nó bảo quản trong tủ lạnh này, rồi là đỡ bị mất mùi mất vị thức ăn nhá, các bác nhá, ok luôn. Đấy, đặc biệt là cái dịp Tết nhất đến nơi rồi, các bác cỗ bàn rất là nhiều thì các bác mua cho em cái túi về có bọc rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn. Đấy thì một túi này là 100 chiếc, em cũng lên mã xả kho luôn. Đấy. Bữa trước đang bán bác là 30.000 một túi, hôm nay em còn ít nữa, xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái túi bọc thức ăn. Bữa trước đang bán là 30k, hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 10k một túi nhá. Một túi này là 100 cái. Đấy, 10k một túi thôi, chỉ có 10.000 một cái túi bọc thức ăn nha. Đấy, 100 cái luôn, 10.000 một túi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ gác chảo rán bằng inox này. Đấy, rất là hay. Cái vỉ gác này thì size của nó sẽ là từ 28 đến 30, tức là cái chảo của bác là từ size từ 28 đến 30 là cái con này có thể dùng được này. Đấy, các bác gác lên, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nem, rán những cái đồ chiên rán mà rất là nhiều dầu mỡ, các bác muốn gác lên để cho nó đỡ ráo dầu, cho nó đỡ đi. Đấy, sau đó các bác gắp ra thì các bác dùng cái này cho em, rất tiện dụng luôn. Lên mã em sẽ cái vỉ gác chảo rán nhá. Một cái vỉ này hiện tại em báo giá luôn. Bữa trước bên em đang bán bác là đi 80.000, mà em còn có 2 cái bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có là đi 40.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái vỉ gác chảo rán nhá. Vỉ gác chảo rán. Đấy, còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái vỉ gác chảo rán này bằng inox nhá. Đây để em lấy một cái em quay test bác coi này. Đấy, em còn có 2 cái bán nhanh bác luôn. Còn 2 cái bán nốt nhá. Cái này inox dùng xịn lắm. Tết nhất các bác rán nấu nhiều ấy, những cái món rán nem ra nước này. Đấy, các bác rán là rất hay nhiều dầu nhiều mỡ này. Đấy, bình thường là các bác bỏ ra đĩa các thứ ra là nó rất hay nhiều dầu nhiều mỡ nhá, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó là một cái vỉ gác nha. Đấy, thì ví dụ như là có cái chảo sẵn nha, để vào đây cho em. Đó, khi mà các bác rán xong thì các bác để những cái đồ chiên rán vào đây thì nó sẽ róc mỡ xuống nhá, và khi nào mà róc mỡ xong các bác gắp ra ok luôn, rất là thông minh nhá, bằng inox 304. Chảo là chảo từ 28 nhá, chảo từ 28 đến 30 là các bác có thể xài được. Đấy, chảo từ 28 đến 30 nhá. Size của nó sẽ là size phi 28 đến 30. Đó, rất ok luôn. Vì gác chảo nhá. Em còn có còn hai cái nhá, còn 2 cái xả kho luôn. 40.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ gác chảo rán, 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái khay đĩa tròn này. Đấy, để về các bác Tết nhất các bác bày hoa quả này, bày bánh kẹo này, bày đồ ăn lên này, rất đẹp luôn. Một cái khay đĩa tròn 5 cái này, hàng của thương hiệu Weiling của Đức nhá. Đấy, con này inox 304 luôn. Đây, một cái set này sẽ gồm có cho bác là 5 khay nha. Các bác nhìn này, 5 cái khay như trên hình các bác đang coi này. Đấy, 5 cái khay. Nó sẽ có là 5 khay từ to đến nhỏ này. Đấy, mỗi cái khay này đây, các đợi chút để em lấy cái thước đo bác coi. Đây nhá, em sẽ đo bác này. Thì với cái khay này, kích thước của nó thì khay nhỏ nhất của nó sẽ là vào 14 này, khay to nhất thì sẽ khay thứ hai sẽ là vào 17 này, khay thứ ba này sẽ là vào 20 này, khay thứ tư này của nó sẽ là vào 23 này, và khay lớn nhất của nó sẽ vào là 26 nhá, 26. Đấy, rất ok. Thì sẽ gồm có là 5 khay này. Đấy, một khay nhỏ nhất này, tiếp đến cái khay thứ hai này, đấy, khay thứ ba này, khay thứ tư này, và khay to nhất là khay thứ năm. Đây, inox 34 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn, các thấy không? Quá đẹp luôn nhá. Logo thương hiệu Weiling có in trên sản phẩm luôn, hàng của Đức nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Về các bác dùng để các bác bày hoa quả này, đấy, bày mâm ngũ quả các thứ lên đây này, bày hoa, bày quả, bày bánh, bày kẹo Tết nhất, các bác bày đồ ăn các thứ lên đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sang trọng lịch sự nhá. Đây, một cái bộ khay của nó sẽ nhảy. Đấy, trên hình bác đang coi đây. Đấy, điểm vào cũng trên tay em đang cầm đây. Thực tế là 5 cái khay đây, rất đẹp luôn. Sáng choang luôn nhá, sáng trai luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái. Bộ khay tròn inox 5 cái nhá. Bộ khay tròn 5 cái đi. Cái lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn. Bộ khay tròn 5 cái nhá. Bữa trước thì cái này đang bán là 190.000, mà em còn có duy nhất một bộ cũng bán nhanh xả kho luôn. 100.000 một bộ nhá, 100.000 một bộ. Lên mã em sẽ cái bộ khay tròn 5 cái của Đức nhá. Đấy, bộ khay tròn 5 cái. 100.000 một bộ này, bán nhanh xả kho luôn này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái xốp mút rửa bát này. Đấy, một cái combo xốp mút rửa bát này thì sẽ gồm có là đi tổng là 3 miếng nhá, 3 miếng để về các bác dùng rửa bát rửa đĩa thứ là rất ok luôn. Đấy, rất sạch nhá. Đây, nó sẽ gồm có một cái combo này, nó sẽ gồm có là 3 miếng. 3 cái miếng mút rửa bát này. Đấy, 3 cái miếng mút rửa bát này. Một cái miếng này sẽ gồm có là 2 mặt này. Đấy, các bác về dùng để rửa bát rửa đĩa rất là sạch luôn. Đó, đây. Một combo là các bác mua là được 3 miếng này. Đấy, sẽ gồm có là một cái mặt nhám để các bác có thể là ví dụ như là những cái chỗ nào mà nó két vào các bác dùng để các bác đánh nhá, và một cái phần trơn này để các bác rửa bình thường. Đó, về rất là ok. Về rửa son, rửa nồi, rửa đồ, rửa đạc các thứ như mình, rất là hay luôn. Một cái combo này là một cái combo miếng mút rửa bát như này là 3 miếng này, với giá thì chỉ có 10.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo miếng mút, miếng xốp rửa bát nhá. Đấy, một combo này là 10k nhá, 10k. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng xốp rửa bát, nhá. Đấy, xốp rửa bát, một combo 3 miếng nhá. Đấy, một combo là 3 miếng, bán một combo này là 10.000. Đấy, 10.000 3 miếng nhá, rất ok luôn. Đó, giá rất bình dân. Mua về rửa bát, rửa đĩa, thứ rửa đồ đấy thì mình ok luôn. Có 2 mặt nhá, một mặt là mịn và một cái mặt là nhám để các bác kỳ những cái phần cứng đầu, còn cái phần mịn này các bác cọ rửa bình thường. Đó, 10k các bác nhá, 10k. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, cái bộ chổi quét bụi nó rất là hay. Cái bộ này nó thiết kế rất là hay là nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là trên những cái chỗ ví dụ như là bàn thờ này, các bác dọn dẹp này. Đấy, rồi là những cái chỗ khe kẽ là mình mang cái con chổi to nên rất là lồng còng thì các bác mua cho em cái bộ này về. Một cái bộ này thì chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi cắt bụi ở bàn thờ nhá. Đấy, bộ chổi cắt bụi ở bàn thờ. Đấy, hoặc là cái bộ chổi cắt bụi mini đó. Đấy, bộ chổi cắt bụi này. Chổi cắt bụi mini nhá. Chổi quét bụi mini. Đấy, các bác dùng ở quét ở bàn thờ thứ là những cái chỗ mà khe kẽ. Đấy, không cồng cành các bác không lôn được thì các bác lấy mua cho cái bộ này về. Giá bộ này đang gửi bác là 30k bộ nhá, 30k. Một cái bộ này sẽ gồm có là một cái con chổi này và một cái gầu hót rác nhá. Đấy, ví dụ như các bác dọn dẹp những phần bàn thờ. Đấy, nó nhỏ gọn, xinh xinh này. Đấy, các bác dùng để các bác khua những cái bụi này, những cái phần khe kẽ rồi các bác khua rất ok. Đấy, rồi các bác có thể dùng cái con chổi này, những phần khe kẽ các bác dùng để các bác phẩy này. Đấy, các bác phẩy, các bác dọn dẹp những cái phần khung cửa sổ này cũng rất là hợp lý luôn nhá. Giá thì bình dân thôi, nó chỉ có 30.000 một bộ nhá. Đấy, cái phần đầu này sẽ phần cước này. Đấy, phần cước rất là bông luôn. Đó, phần cước rất là dẻo và bông. Đấy, và một cái gầu hót rác đi kèm nha. Giá là gửi bác là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi cắt bụi mini nhá. Bộ chổi cắt bụi mini dọn dẹp bàn thờ khe kẽ những cái chỗ mà cồng cành các bác không mang được những cái bộ chổi to này, các bác mua trên cái bộ này về. Đấy, 30k một bộ chổi cắt bụi mini nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp cái hộp này là cái hộp tẩy xanh này. Lên mã giúp em sẽ cái hộp tẩy xanh để về các bác dùng để tẩy son tẩy nồi. Đấy, dịp cuối năm các bác dọn dẹp nhà cửa này, đấy, son nồi thứ là các bác cũng là đánh rửa sạch sẽ thì các bác mua cho em cái lọ này về. Một cái lọ tẩy xanh này thì giá là bình dân thôi, nó chỉ có 20.000 một lọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ tẩy xanh nhá, lọ tẩy xanh. Tẩy xanh các bác dùng để tẩy son nồi nhá, 20k nhá, 20k một cái lọ tẩy xanh nha. Đấy, 20k một lọ này. Đó, giá cực kỳ bình dân luôn đây. Thì nó là cái dạng Đấy nó là cái dạng bột bột này, này. Đấy, cái dạng bột này thì cái này về rất là dễ xài thôi. Ví dụ xong nồi nhà mình thì các bác rửa qua cho em một cái lượt nước đi, sau đó các bác dùng này, các bác phết lên và các bác dùng cho em cái cọ son bằng sắt ấy. Đấy, cái cọ son bằng sắt nhà mình vẫn hay xài các bác, kết hợp với lại cái cọ son bằng sắt rồi. Đấy, các bác dùng để các bác kết hợp với cái bột này, các bác đánh rất là sạch luôn. Đấy, sạch hết những phần cặn bẩn, nó bám lâu ngày thứ này, dầu mỡ ra rất ok luôn. Giá một hộp này là 20k một hộp nhá. 20k một hộp, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp tẩy xanh, hộp tẩy son nồi. Đấy, hộp tẩy xanh, hộp tẩy son nồi. Giá đang ở bác là 20k. Đây, chuyên dùng để các bác dùng để tẩy son, tẩy nồi cái thứ này. Đấy, sạch sáng bóng cực kỳ ok luôn. 20k một hộp nhé. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này em bán khá là nhiều rồi các bạn. Đây, các bác cùng xem này. Đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui, đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, khi mà các bác dùng xong rất là mới xong nồi luôn. 20k nhá, 20k một hũ tẩy xanh, một hũ tẩy xong nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, bộ nạo rất là hay, một cái bộ nạo sẽ gồm có là 3 món. Các bác mua về dùng để dịp Tết rất nhiều cỗ bàn là thứ các bác mua về cho em. Đấy, mình nạo các thứ hoa quả này ok luôn. Một cái bộ nạo này sẽ gồm có là một cái cây nạo này, một cái cây nạo thì nó sẽ có là 2 kiểu nạo nhá. Một cái kiểu nạo thường và một cái kiểu nạo sợi này. Đấy, các bác nạo sợi là bác nạo cho em phần bên này. Nạo thường là các bác nạo cho em phần bên này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn luôn. Toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Đấy. Và một cái cây nạo kiểu dạng nạo ngang tay này. Nhiều bác cầm cái kiểu dọc này các bác không cầm được thì các bác có thể chuyển qua cầm cái kiểu ngang tay này. Đấy, cầm cái kiểu ngang tay các bác cầm cái cây này. Và một cái con dao nhá, một cái con dao. Đấy, con dao để các bác tỉa tót hoa này, rồi là những cái phần nó sâu ở trong quả kia rồi các bác dùng để các bác khoét, các bác khều ra. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác có những cái món lòng gà lòng vịt ấy, các bác dùng cái con dao này các bác xía làm lòng gà lòng vịt rất tiện luôn. Đấy, con này em làm xài thích cực kỳ. Và đằng sau nó có một cái rất là hay là một cái zip này. Đấy, ví dụ những cái phần lông gà lông vịt, lông non lông măng các bác dùng để các bác zip, các bác gắp ra rất ok luôn. Đấy, một bộ nạo này sẽ gồm có là cho các bác là 3 món và rất là nhiều những cái chức năng trong cái bộ nạo này. Nạo thường, nạo sợi này, rồi là có dao giếc, dao nhỏ nhỏ đi kèm. Một bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có 30.000 một bộ thôi nhá, 30.000 một bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ nạo 3 món nhá. Inox 304 cực kỳ sắc bén luôn, nạo sắc ngon lắm. Bộ nạo 3 món này. Bộ nạo 3 món này với giá bên em đang gửi bác là 30k một bộ nhá. 30.000 một cái bộ nạo 3 món em nhá, 30k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ cốc silicon để về các bác Tết nhất mình rửa cốc rửa chén này. Rất cần một cái cây cọ cốc này. Đấy, đặc biệt là những cái dòng cốc mà cốc nó sâu ấy, cốc nó dài thì các bác mua cho em mấy cốc này về, mua cho em mấy cây cọ này về các bác cọ nhá, dùng rất hay luôn. Đây, đấy. Ví dụ như đây cái cốc này thì không nói thì các bác có thể luồn tay được, hoặc là những cái cốc mà nó dài hơn, nó sâu hơn. Đấy, dài hơn khoảng tầm là 20 cm này. Cốc nó rất là sâu, các bác không thể luồn tay vào được nhá. Thì các bác mua cho em cái này về, các bác luồn nó vào. Đấy, các bác dùng để các bác cọ này. Đấy, cọ rửa cái phần cốc, những cái phần cốc sâu nhá, cốc này rồi là chai lọ, những cái phần mà những cái đồ mà nó sâu ấy, để các bác xỏ cái này vào để các bác cọ cho em nhá. Đấy, cái phần đầu này của nó sẽ là dạng đầu silicon nhá, nên khi mà các bác cọ ấy, nó rất là sạch cũng như rất là mềm, nó không lo nó bị xước đồ, và đồng thời nó chà hết những phần cáu ghét bẩn ở trong cốc mình ra. Đấy, tay cầm cán nhựa nhá. Con này nó dài, chiều dài nó rơi khoảng tầm là 25-27 cm, khá là dài đấy. Đó, thì bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicon nha, với giá sẽ là đi 20k một cây nhá, 20k một cây thôi, 20k một cây. Đó, 20k. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây cọ cốc đầu silicon nhá, đang gửi bác là 20k. Các bác cọ những cái cốc nó sâu, những cái chai lọ nó sâu, các bác không luồn tay được thì các bác dùng cái này, các bác luồn vào để các bác cọ nhá, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là đèn quay nhá. Hôm nay thì em cũng về cái lô này, em cũng bán nhanh xả kho. Đấy, ngày Tết cho bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn quay. Đấy, cái đèn quay nhiều màu nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc, rất đẹp luôn. Giá bữa trước đang bán với bác là 60.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k cho một chiếc đèn quay này. Đấy, chỉ có 40.000 thôi, một chiếc đèn quay rất nhiều màu sắc nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đó, sẽ gồm có cho bác là một cái đuôi nhá, một cái đuôi. Đấy, cái đuôi này có kèm cả công tắc bật tắt này, rất tiện lợi luôn, và một cái con đèn. Đấy, con đèn này thì cái nguyên lý động của nó là nó cứ sẽ quay tròn nhá, quay tròn và nó tạo hiệu ứng rất nhiều màu khác nhau và nó chiếu được rất là xa các bác nhá, nó phản ra rất là xa. Đấy thì về các bác kết nối thì các bác chỉ việc xoáy vào cái đuôi này cho em này. Xoáy vào cái đuôi này. Đấy, cắm trực tiếp cái này vào trong nguồn 220 cho em. Đó. Đây, cắm trực tiếp nguồn 220 và các bật lên cho em. Đấy. Là bắt đầu là cứ thế là nó quay thôi. Các nhá, cứ này nó quay tròn này, có nhìn này. Cứ nhẹ là quay tròn này rồi. Đấy, và nó sẽ chiếu ra chiếu cái ánh sáng này rất nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp luôn. Cái này em đang để trong cái điều kiện là nó các bạn nhá, nó hơi tối, nó hơi sáng một chút. Đây em tắt cái đèn này. Đó, có thấy không? Khi mà tắt cái đèn đi thì nhìn nó lên nó rất là rực rỡ luôn. Đó, nhìn rất là rực rỡ nhá. Nó rất nhiều màu sắc huyền ảo khác nhau và nó cứ thế là nó quay tròn đi này, nhìn này. Đấy, nó cứ quay tròn và nó chiếu rất là xa luôn. Đấy, nó chiếu được xa và chiếu được không gian rộng nhá. Đấy, nó cứ quay tròn này thôi. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là đèn quay nhá. Đèn quay nhiều màu sắc khác nhau, cứ quay tròn nha. Đấy thì ở đây nó có tích hợp cả cái công tắc bật tắt này. Lúc nào mà dùng ấy thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, bằng cái công tắc ở cái đuôi luôn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi. Lúc nào dùng bật lên cho em. Ok luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn quay. Hôm nay em xả kho bán em bác luôn. Chỉ còn có 40k nhá, 40k cho một chiếc đèn quay nha. Đấy, đèn quay nhiều màu sắc rất là đẹp nha. Đấy, lung linh nhưng chưa các bác, nhìn như ba sàn, nhìn như là vũ trường luôn nhá, rất đẹp luôn. Đó, về các bác dùng để trang trí ngày Tết ngày nhất các thứ, nhà cửa quá ok luôn. Tiếp theo thì em về thêm cho bác cái lô hàng đó là cái con máy xay bột này. Đấy, máy xay bột cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đó, lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy xay bột nhá. Một con máy xay bột sử dụng nguồn điện 220. Đó, rất tiện dụng luôn. Về cái sản phẩm này thì thông số công suất của nó thì công suất sẽ là vào 250W nhá, sử dụng nguồn điện là 220, tần số 50 Hz này. Đó. Con này thì các bác có thể xay được rất nhiều những cái đồ khác nhau, ví dụ như là bột quế này, xay thành bột này, rồi là xay bột ớt này, xay bột cái này hạt tiêu này, rồi là bột đỗ này, bột gạo này, hoa hồi thảo quả này. Những cái đồ gia giảm gia vị các bác muốn xay thành bột đấy thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, hoặc là ví dụ các bác mua về mình dùng để xay gạo nấu cháo này cũng rất ok luôn nhá. Đấy, sản phẩm hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, em vào báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái con máy xay bột các nhá. Máy xay bột đi. Đấy, máy xay bột này. Máy xay bột này thì bữa trước bên em đang bán là 160.000. Đấy, hôm nay em giảm giá cũng thanh lý xả kho bán nhanh các bác luôn. Chỉ còn có 120.000 thôi. Bán nhanh luôn, 120k một con máy xay bột nhau nhá, 120k. Mới keng luôn và cực kỳ dễ dùng nhá, cực kỳ dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và em nhắc lại với các bác là cái con này nó chỉ chuyên dùng để các bác xay khô thôi nhá. Đấy, xay bột khô nhá, chứ còn xay bột ướt là không xay đâu, chỉ chuyên dùng cho xay bột khô thôi. Đấy thì về rất là dễ dùng. Các bác chỉ việc mở nắp này, cho cái đồ các bác cần xay cho vào đây. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220. Đó, và khi mà các bác đậy cái nắp này vào, nó sẽ có một cái công tắc ở đây này. Đấy, các bác ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây. Là cứ thế là nó quay thôi các nhá, cứ thế là nó quay là nó xay thôi. Xay cực kỳ mịn luôn, riêng dòng này xay rất mịn nhá. Nếu mà không mịn thì bên em không lấy tiền các bác luôn. Các bác cứ về xay test cho em thoải mái luôn. Đó, các nhìn cái dần phần lưỡi nó này. Lưỡi nó kiểu dạng là lưỡi xoắn, lưỡi kiểu nhiều cạnh em nhá, nên là nó xay rất là nhuyễn nhá, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, cái phần trên này thì toàn bộ nó inox 34, rất chắc chắn luôn nhá, bền. Đấy, chất lượng. Cầm khá là nặng tay nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái máy xay bột khô nhá, máy xay bột khô. Đấy, xay đỗ tương này, xay gạo này, xay các kiểu các loại này, xay bột ớt này, xay bột quế này, các thứ luôn. Đấy, 120.000 một chiếc nhá, 120k cho một cái con máy xay bột khô này, xay rất nhuyễn luôn nhá. Đấy, xay nhuyễn luôn, các bác không cần phải mang ra quán xá gì. Mình chỉ việc ví dụ ở nhà mình có tí món cháo, món lão thứ đó, mình muốn xay tí bột gạo để mình nấu cháo thì các bác cho luôn đấy, các bác xay này. Đấy, cho luôn là xay rất tiện luôn. Xay tí cái là các bác cho là các bác nấu luôn, ok luôn. Đó, máy xay bột khô nhá, 120k nhá, 120k cho một chiếc máy xay bột khô nha, dùng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cuộn dây phơi quần áo này, em xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là dây phơi đồ. Đấy, dây phơi đồ hoặc là dây phơi quần áo đều được. Đây em giảm giá xả kho bác dễ mua luôn. Giá chỉ còn có 10.000 một cuộn thôi, 10k một cái cuộn dây phơi nha. Với chiều dài tổng thể là 5m nhá, 5m. Đó, 5m. Có 10.000 một cuộn thôi, bán nhanh xả kho bác luôn. Mỗi cuộn này thì nó đều có cái móc cài nhá, đều có cái móc cài luôn đây này. Đấy, đều có móc cài luôn. Đây, nó có cái móc cài ở đầu này, nó có móc cài luôn nhá. Đấy, hai đầu hai móc cài. Và ở đây thiết kế rất hay. Đấy, nó có những cái phần khuy một này. Đấy thì khi mà các bác treo đồ, các bác treo vào những cái khe này thì nó không bị bay đồ nhá. Đấy, không bị bay đồ, phơi đồ. Riêng con này thì các bác cứ dầm dã cho em ngoài mưa nắng thoải mái cho em luôn. Vì như em cũng đang dùng cái sợi này từ đợt đầu năm, em cũng dầm dã phơi ngoài mưa nắng thoải mái mà. Cũng không rõ là nó đồng cái chất cước gì nhưng mà em thấy nó siêu bền luôn. Nó bền dã man luôn ạ. Nắng mưa các thứ là các bác phơi ngoài trời cho em thoải mái luôn. Đấy, các bác dùng về phơi đồ này, mình phơi chăn, phơi màn, các thứ phơi chiếu này này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, mua mình xem chiều dài chiều giết các thứ mình cần bao nhiêu thì các bác cứ tính ra một cuộn này là 5 mét này. Đấy, các bác tính xem mình cần mua bao nhiêu mét thì các bác mua nhá. Và con này có thể là nối tiếp vào với nhau được vì nó có cái phần móc này này. Đấy, con phần móc này rất ok luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Mà em xả kho bán này nó luôn chỉ cần có 10.000 một cuộn nhá. 10.000 một cuộn dây phơi. Siêu bền luôn nhá, dòng cước cực kỳ bền. Đấy, nó là dạng cước rất bền luôn. Đó. Là 10k một cuộn nhá. Một cuộn này dài được là 5 mét này. Đấy, một cuộn dài 5 mét. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy các bác về dùng mình dùng để phơi đồ đấy, phơi đồ, phơi quần áo móc lên rồi là ví dụ chăn màn lấy ra. Đấy, nó có những cái phần lỗ nhá. Ví dụ là gió nó có bay quần áo thứ không vấn đề đâu ạ. Đấy, nó không bị rơi, không bị các thứ nhá. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, về các bác cứ dầm mưa dãi nắng cho em thoải mái. Con này dầm mưa dãi nắng cực kỳ ok luôn. 10k một cuộn nhá, 10k một cuộn. Một cuộn dài là 5 mét thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ ống hút dung dịch nhá. Các bác mua về dùng để hút dầu, hút dầu, hút xăng này, hút nước này rồi là hút rượu này, rất tiện dụng luôn. Đó thì một cái bộ ống hút dung dịch này với giá sẽ là 30k bộ nhá, 30k bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, ống hút, bộ ống hút dung dịch. Đấy, cái con này nó có chức năng là tự mồi nhá, các bác không cần phải cho mồm mà các bác hút như mọi khi ấy. Đấy, rất là khó để các bác sử dụng nhá. Thì các bác dùng cái này, các bác chỉ việc là lắp vào, các bác bóp bóp cho em mấy phát là nó sẽ mồi lên nhá, rất hay luôn. 30k một cái bộ ống hút dung dịch này, 30.000 bộ nhá, dùng rất ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có cho bác này. Đấy, là một cái tay bóp này, một cái dây này, đấy đi kèm là một cái đai siết nữa. Thì thực ra cái đai siết không cần lắm đâu. Đấy thì về đây các bác nhìn nhá. Các bác nhìn trên thân cho em này, nó sẽ có là đây, nó sẽ có cái mũi tên. Nếu mà mũi tên nó chỉ về hướng nào thì tức là cái hướng đấy thì nó sẽ là ra và cái hướng còn lại thì nó sẽ là hút vào nhá. Thì các bác cái ống này các bác có thể cắt đôi ra, đấy, cắt đôi ra hoặc là các bác nếu mà các bác không được các bác để nguyên được, ví dụ các bác lắp vào đầu nào cũng được nhá, đấy, lắp đầu ra cũng được hoặc lắp đầu vào. Thường thường thì nó sẽ là lắp đầu vào nhá, lắp đầu vào. Đấy thì các bác lựa nó vào cái phần ống này, đấy các bác lựa nó vào cái phần ống đó, các bác lựa vào này. Đấy, sau đó có phần này các bác cắm vào cái chỗ mà các bác cần hút cho em, và cái phần này các bác chỉ việc bóp này. Đấy, các bác bóp cho em vài lần cái là nó sẽ tự động là nó sẽ mồi những cái phần xăng, phần dầu các thứ ra. Đấy, rồi là nước, rượu thứ ra các bác nhá, rất là hay luôn. Một cái bộ này thì bên em đang bán cho bác là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch nhá, 30k. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cái bộ này dùng rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bình thường là các bác hút đấy xăng rồi các bác cứ hay phải đổ này. Đấy, các bác cho lên cao này, sau đó các bác bóp cho em vài phát là nó sẽ ra nhá. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, bóp vài phát là tự động nó sẽ ra ngay, rất tiện dụng luôn. Đó, rất là hay nhá. Đây, hút chất lỏng sang chỗ khác vậy hãy mua cái này, hút rất đơn giản, không cần dùng miệng hút mồi ống, cũng có thể hút xăng dầu, rất tiện lợi phải không ạ? Nhấn giỏ hàng mua ủng hộ mình nha. Đấy, các bác dùng để hút xăng, hút dầu, hút nước này. Đấy, các bác chỉ việc để sau đó các bác bóp cho em. Đấy thì nó sẽ ra có thế thôi, rất là hay. Đấy, và lưu ý khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cái chỗ mà các bác muốn hút ra thì các bác phải để ở trên cao, còn cái chỗ mà các bác dùng để chứa thì các bác để dưới thấp thì nó sẽ theo lực quán tính là nước nó sẽ đổ từ thấp từ cao xuống thấp nhá. Đấy thì nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để ngang bằng là không thể hút được đâu. Em nói luôn nhá. Còn nhiều khi về các bác bảo là không hút được, các bác để ngang bằng sao nó hút được, các bác phải để từ trên cao xuống dưới thì bắt đầu nó hút được nhá. 30.000 một cái bộ ống hút dung dịch nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây xăm thịt này. Lên mã cho là cái cây xăm thịt nhá. Cây này về dùng rất là tiện. Các bác muốn thịt thà, các bác mỗi khi mà các bác làm món, những cái món ví dụ đặc biệt là món nướng này, rồi là những cái món chiên các thứ rồi, mình chiên cả tảng, mình chiên cả miếng ấy. Hoặc các bác nướng cả tảng, các bác muốn nó gia vị nó ngấm, hoặc là ví dụ muốn bì nó nổ thì các bác mua ngay trong cái này về. Đây là một cái cây xăm thịt nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều những gai nhọn bằng inox này. Đấy, nó rất là nhọn luôn. Thì các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc dùng cái này các bác châm. Đấy, các bác dùng này các bác châm được chưa? Đấy thì khi mà châm thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ nhỏ này này. Đấy, các bác châm vào bì hoặc là châm vào thịt. Đấy, để khi mà các bác ướp này thì gia vị nó ngấm vào rất là đều. Đấy, rất là đậm đà. Đấy, ăn nó không bị nhạt nhòa nhá. Đấy, và muốn bì nó nổ thì các bác dùng cái này các bác châm vào, thì khi mà các bác chiên lên, các bác nướng lên bì nó nổ rất là giòn luôn. Đấy. Thì em đang gửi bác một cái cây xăm thịt này với giá là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã cho em sẽ được cái cây xăm thịt nhá, giúp gia vị ngấm ngáp ngon hơn, giúp bì nổ giòn hơn. 30k nhá, 30k một cái cây xăm thịt này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp này sẽ gồm có là một cái 100 bao tay thực phẩm. Đấy, đi về các bác dùng để các bác xài. Đấy, tiết nhất các bác xài nhiều. Đấy, đặc biệt là nhiều những cái món mà cần bao tay cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác đi cho em cái mua trên cái đôi bao tay và các bác đi nhá, rất là sạch luôn. Đấy, một hộp này là sẽ cùng có là 100 cái nhá, một hộp là 100 cái chiếc bao tay này. Đấy, nó là dạng bao tay nylon nhá. Thì khi mà các bác dùng một lần các bác bỏ luôn. Đấy, rất là ok. Giá nó hạt rẻ lắm. Một cái hộp này 100 cái thì giá nó chỉ có là đi 20.000 thôi nhá, 20.000. Đấy, bao tay thì nó là dạng nylon dẻo nhá, dạng nylon dẻo, đi nó rất là vừa tay, cái gì này. Đi rất là vừa tay, đi rất là thật tay. Bình thường ấy, là các bác hay mua những cái dạng bao tay ấy, ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ấy, đi là nó cứ hay lùm xà lùm xùm, nó rất là khó làm. Đấy, đặc biệt là các bác làm bếp làm giáp ra. Đấy, thái dao giữa con thứ mà cầm nó không chắc đấy. Đấy, chẳng may thái trượt tay cái rất là nguy hiểm. Đây, con này nó đi có nhìn này. Đi nó rất là ôm tay luôn. Đấy, nó không bị thừa đâu, nó không bị thừa đầu. Đi rất là ôm tay và rất là hay. Đó. Và các bác sử dụng hoạt động nó rất là thật tay luôn. Đấy. Thì một cái hộp này, cái này em nói luôn nó rất là co giãn, con nhìn này, kéo này. Đấy, kéo nó rất là co giãn nhá. Bình thường những cái kia mà các bác kéo cái nó rách ngay, con nhìn này. Kéo co giãn dã man luôn, con nhìn này. Đấy, em kéo nó giãn này nó còn chưa rách này. Đấy, nó rất là co giãn luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng nó xài rất ok. Đấy, thì một hộp bao tay thực phẩm này, một hộp là đi 100 cái nhá các nhá, một hộp là số lượng là 100 cái nhà này, 100 cái này tức là vào là 50 đô nhá, tức là vào là 50 đô đấy. Thì lên mã cho em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đấy, bao tay thực phẩm, bao tay nhà bếp. Giá của em là gửi bác là 20k nhá, 20k trên một hộp. Đó, 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái này tức là vào là 50 đô này. Đấy. Các bác nhìn em cầm bút em viết này vẫn ok luôn nhá, không có bị vướng viết thì không có bị khó làm hay khó viết nào đâu, rất ok luôn. Đó. Một hộp là một hộp bao tay thực phẩm là 20k một hộp nhá, một hộp là 100 cái bao tay nhá. Đấy, tức là vào là 50 đô nhá, 50 đô đấy. Đó. Rất là dẻo luôn. Các bác dùng một lần xong là bỏ luôn nhá. Đó. Nói chung là nếu mà về làm bếp làm giáp các bác dùng một đôi này các bác dùng thoải mái luôn, Đó, và nó rất là co giãn luôn nhá, co giãn rất tốt. Đấy, nó là dạng ni lông ngon, ni lông xịn đấy. Co giãn rất ok. 20k một cái đôi bao tay phẩm một hộp nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái máy đánh trứng này. Đấy, mã em sẽ là máy đánh trứng hoặc là cái máy đánh tạo bọt cà phê được. Đấy. 30k nhá, 30k. Các bác về dùng để tạo bọt cà phê, đánh cà phê này, rồi là các bác đánh trứng này đều được luôn. Đấy, rất là hay. 30k nhá, 30k một cái chiếc máy đánh trứng đánh cà phê này. Đấy, khá chắc chắn luôn nhá. Đây là phần công tắc này. Đấy, phần công tắc. Thì cái này rất là dễ xài thôi. Về các bác tháo cái phần nắp ra. Lắp cho em 2 viên pin rồi nhá. Con này nó sử dụng 2 viên pin to nhá, 2 viên pin to. Lắp cho em 2 viên pin thôi. Đây đã cho em lắp pin rồi, em quay bác con này. Đây nhá, về thì bác lắp cho em 2 viên pin, hai cái viên pin con thỏ vào. Đây này, lắp 2 viên pin con thỏ vào. Các bác lắp vào. Đậy nắp vào là cứ thế là máy chạy thôi nhá. Máy chạy rất là khỏe đấy. Đây. Đó, máy chạy rất khỏe luôn. Nó cái độ ngoáy của nó rất là hay. Cái độ ngoáy nó rất là tít luôn nhá. Đấy, cái độ ngoáy của nó để các bác dùng để đánh trứng này. Rồi là đánh tạo bọt cà phê, đây cái phần đầu nó này, nó thiết kế dạng lò xo này. Đấy, dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê nhá. Đây này. Nó lắc rất là khỏe luôn. Đó. Đây để em nghe tiếng này. Các nghe tiếng chưa? Cái độ lắc của nó rất là khỏe luôn nhá. Đấy, mình dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê thì cực kỳ nhiều bọt luôn. Đó, thấy không? Chỉ cần 2 viên pin thôi nhé, không cần nhiều, cần 2 viên pin thôi các bác lắp vào là xài. Rất hay. Đó, cho vào tí cái là bọt hoặc trứng, bọt cà phê thứ là nó bông luôn nhá. 30.000 một cây nhá. Lên mã em xem cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng tạo bọt cà phê, 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng thắt lưng ví da. Đấy, thắt lưng ví da khâu tay hàng của Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Đây, thắt lưng thì là bên em có về thêm các là màu nâu này. Đấy, màu nâu nhá, mặt thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Đó, hàng made in của đây. Đây, đó cực kỳ xịn xó ngon lành luôn. Made in USA nhá, hàng da bò của Mỹ chuẩn xịn luôn. Da này thì da thật 100%, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, đốt lửa hư lửa cho em thoải mái luôn. Đó. Con này màu nâu này. Một bộ là cả kèm mặt này luôn nhá, cả kèm mặt này luôn. Đó. Đây đã chút em lấy cho bác cái con màu đen này. Nói chung rất là đẹp quá nhá. Các mua về Tết nhất mình đi chơi đi bà này. Đấy, ok luôn. Da thì cực kỳ đẹp, da nó đẹp lắm, da quá chất luôn. Đây. Made in USA này. Đó, made in USA nhá. Da cực kỳ xịn sò, ok luôn. Đó. Ở da của nó là toàn bộ bo viền hết, toàn bộ bo viền hết luôn, vuốt viền hết luôn. Đó thì bên em đang có hai mã nhá, một mã màu nâu và một mã màu đen. Đấy, bao gồm là cả mặt với bác luôn, cả mặt luôn nhá. Mặt thì cũng cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Thì bên em sẽ gửi bác đồng giá màu nâu màu đen thì sẽ đồng giá là 180.000. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ 180k nhá, 80k. Sẽ có hai màu là màu nâu và màu đen, thì các bác cứ lấy màu nào thì báo cho em nhá. Lấy màu nâu thì báo cho em, lấy màu đen thì báo cho em. Là đồng giá là 180.000 một sợi nhá. Đấy. Hàng cam kết bác là da 100% luôn, dùng cực kỳ thích luôn nhá, các nhá. Cái dòng da này các bác càng dùng nó càng dẻo và càng dùng nó càng bóng. Da thật của nó mà. Đấy, hàng Mỹ nên là có yên tâm về chất lượng đi. Đấy, đây. Made in USA này. Đó. 180.000 một sợi này nhá. Nâu đen đồng giá nhau luôn. Còn ngoài ra thì có ví này. Ví nhá. Ví thì bên em cũng có hai màu là màu đen và màu nâu. Thì các bác cứ lấy màu nào thì cứ báo nha. Đây màu nâu đây. Đấy, màu nâu rất chất lượng, rất đẹp luôn. Đó. Ví cũng của Mỹ nhá. Ví cũng của Mỹ luôn. Ví này thì là dòng ví khâu tay nhá. Các nhìn này. Toàn bộ bo viền khâu tay hết luôn nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, khâu tay rất cẩn thận. Đây, made in USA nhá. Cực kỳ nhiều ngăn luôn, thoải mái các bác đựng. Đấy, ngăn đựng thẻ này, đựng giấy tờ, đựng căn cước các thứ đây, ok luôn nhá. Đấy. Ngăn dọc, ngăn ngang có đủ cả, có cả một cái ngăn khóa để các bác bỏ quỹ đen. Đấy. Hàng da bò nghiên miếng luôn nhá, da bò nghiên miếng luôn này, cực kỳ xịn. Cái dòng này thì em cứ bảo hành da đấy bác luôn. Riêng mấy dạng thắt lưng với lại ví này em bảo hành da bác luôn, bảo hành cho bác 2 năm. Nếu mà các bác xài nó bị nổ hoặc là nó bị bong thôi nha, gửi về em đổi cho bác con khác luôn. Bảo hành cam kết bác luôn, vì cái dòng này em dùng rồi mà. Em dùng con này khoảng tầm 3-4 năm nay rồi, em biết chất nó nhiều rồi mà. Quá chất lượng luôn. Đấy, con này con màu đen này. Con này màu đen. Đây, con này màu đen. Màu đen rất là đẹp nhá. Đấy. Màu nâu cũng quá ok luôn. Đấy, các bác lấy màu nào báo cho em nhé. Đấy, hàng made in USA. Đó, made in USA. Đó thì em báo giá nhanh luôn. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái ví da bò khâu tay nhá. Ví da bò khâu tay. Ví da bò khâu tay cũng của Mỹ nhá, made in USA nhá. Giá thì hạt rẻ thôi, 140k nhá, 140k một chiếc ví da bò khâu tay này, 140.000. Riêng cái dòng ví này thì các bác chê thì không có cái ví nào mà các bác ưng được luôn. Em nói thật bác luôn. Ví cực kỳ đẹp và hàng da cũng bảo hành cho bác luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, đốt hơ cho em thoải mái luôn. Đấy, đốt lửa hơ lửa cho em thoải mái luôn. Dòng này. Đấy, cũng 100% da thật tự nhiên luôn nhá. Ví da bò khâu tay là 140.000 một chiếc nhá. Còn là thắt lưng thì đang gửi bác là 180.000. Đấy, thắt lưng là 180. Còn là ví da bò thì là 140 nhá, 140. Đấy, hai mã là đều có màu nâu và màu đen hết nhá. Thì các bác cứ lấy màu nào thì cứ báo nha, em nhặt cho bác. À, nhiều bác bữa trước là chưa mua được màu đen đấy. Màu đen đang hết mà. Cái ví này. Đấy thì bác nào chưa mua thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, màu đen thì vừa về xong, rất ok luôn. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nhá, bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy, ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây, mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 song một chảo nhá, 5 song một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vùng nắp đậy hết, đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này, made in Gạc Mani này. Đó, made in Gạc Mani nhá. Quá xịn sò luôn. đây đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này đó, hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000 tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác, thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn để bên em vừa gửi hàng nhanh, và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá, giá sẽ được giảm. Đây đầu tiên sẽ là một cái song to này, đấy một cái song to nhá, rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy 5 lớp luôn này, đấy song to, hàng này 5 đáy 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây đáy 5 lớp này đó, in gần này đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy son này, đấy 5 lớp luôn nhá, đấy, 5 lớp luôn, quá dày rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ dùng bao xài ra đi, không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả, em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây con này là con nhớ này, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá, đấy có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này, đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em cũng không quay chi tiết đâu. Đó vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây, đấy cái này con này nấu bột này, hoặc các bác úp bát mì thứ đánh rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn, hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn, sáng trưng luôn này, đấy dày dặn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây có vung viếc ngon này luôn này đó. Rồi đây là cái con chảo này, đấy trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá, chảo là có một lớp chống dính luôn, đấy chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá, rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó hàng 5 đáy này đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao, dùng bao bền luôn. Đó vung viếc đầy đủ nhá, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá, sẽ gồm có là 1 2 3 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này, và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món, hàng của Đức nhá. Đó và em báo giá lại một lần nữa này, các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy chuyển khoản hết, là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhé, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhé, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này. Bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nho nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp rơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.